100.000 tiền Anh nhé. Ok, em đọc đi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản cam kết em mang xuống đây nước. Các chị sẽ giúp em công ty xuất nhập cảnh chuyển giao công nghệ Vina để chỉ tiếp nhận hồ sơ tận Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội. Phường Thị Thủy, số điện thoại 0965 097 156. Bên B, người lao động họ tên Trịnh Công Sơn, sinh ngày 3 tháng 6 1991, số hộ chiếu C951651010, cấp ngày 12 tháng 1 2021, quê quán xã Hà Sơn, Quỳ Hợp, Nghệ An, công ty môi giới sử dụng lao động. Người lao động về nước bất cứ lý do gì chỉ cam kết thực hợp đồng sẽ bị trừ các khoản chi phí như sau: phí môi giới Đài Loan làm qua 800 USD, thời gian lao động làm việc Đài Loan mỗi tháng 100 USD, phí môi giới Việt Nam 1.200 USD, không bao gồm tiền nguồn, từ 300 USD tiền cách ly môi giới đã ứng ra chi trả, nhưng vì lao động về nước hết hạn phải bồi thường tiền cách ly. Ngoài ra lao động phải tự chi trả tiền vé máy bay, cộng tiền ăn ở, thuê, bảo hiểm, phí phục vụ, các khoản cần chi trả để sang Đài Loan. Ví dụ lao động sau Đài Loan làm việc được 5 tháng, tổng phí đi tại Việt Nam là 4.000 USD, phí nhận lại khi về nước 4.000 USD, 800 USD giấy tờ Đài Loan, 120 USD phí Việt Nam, 500 USD thời hạn 5 tháng, 300 USD cách ly, 120 USD. Trong trường hợp lao động sang làm việc từ 1 đến 15 ngày do số tiền không đủ để chi trả cho thủ tục về nước nên sẽ lấy trong tiền phí xuất cảnh được trả lại, cụ thể các khoản như sau: phí ăn ở, phí phục vụ, thuế thu nhập, phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, về máy bay, lượt về, thẻ cư trú, khám sức khỏe, tiền phúc lợi và một số phí khác nếu có tùy tưởng công xưởng, nhà máy. Khi số tiền lương làm việc tại Đài Loan không đủ để chi trả các phí tại Đài Loan thì sẽ vào phí của lao động. Vì vậy, khi lao động sang làm việc, nếu công việc không phù hợp hoặc có lý do khác muốn về nước, phải cố gắng làm hết tháng hoặc hết thời gian thử việc 40 ngày thì có đủ tiền chi trả phí Đài Loan. Ví dụ lao động không thích nghi với công việc sang Đài Loan được 3 ngày về nước, tiền lương không đủ trả các chi phí bên Đài Loan thì sẽ tính như sau: tổng phí đi 40 USD, 800 USD phí môi giới làm 1.200 USD, phí môi giới Việt Nam 100 USD, thời hạn làm việc 1 tháng, 300 USD cách ly, phí trừ bên Đài Loan trừ vào phí đi cùng của lao động bằng số tiền trả lại cho lao động. Tôi cam kết đã đọc và hiểu rõ nội dung cam kết. Tôi không có bất cứ thắc mắc nào sau khi ký cam kết này. Nếu trường hợp muốn về nước, cam kết sẽ làm đủ 1 tháng. Hà Nội ngày 23 tháng 2 2021. Người lao động thì ghi rõ họ tên Trịnh Công Sơn, đại diện công ty thì ghi rõ họ tên.